các bạn, chào mừng quay trở lại với series dinh dưỡng dành cho bà bầu và phụ nữ sau sinh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một câu hỏi là khi mà mang thai thì mình ăn đu đủ có gây sẩy thai hay không? Và câu hỏi này được trả lời là bởi vì Anna cũng nhận được rất là nhiều những cái thắc mắc của các bạn inbox cho Anna, gọi điện cho Anna, những cái người bạn của Anna đang ở trong độ tuổi sinh nở, chuẩn bị có con và đang mang thai thì đều rất là quan tâm đến cái chủ đề dinh dưỡng này. Đó cũng chính là lý do tại sao mà Anna lại dành thời gian rất là tâm huyết nghiên cứu, tìm tài liệu, đọc thêm tài liệu, áp dụng với cả những cái thực tế để mà mình có thể đưa ra được những cái thông tin giúp làm sao cho chị em phụ nữ chúng ta có một thai kỳ thật là khỏe mạnh với một chế độ dinh dưỡng đủ chất mà vừa hỗ trợ được cho thai nhi phát triển toàn diện mà lại còn hỗ trợ cho mẹ được khỏe mạnh và sau khi sinh em bé thì bản thân mẹ lại hồi phục vóc dáng một cách nhanh nhất. Thế thì trước tiên mình sẽ nói đến đu đủ xanh. Đu đủ xanh, bạn có thể nhìn thấy đây là một trái đu đủ xanh. Và trong cái đu đủ xanh này thì nó có hai cái hoạt chất mà khi mà người ta thử nghiệm ở trên chuột thì thấy rằng là đúng là nó có tác cái động và làm gây tăng cái nguy cơ sẩy thai, tăng co bóp tử cung. Đó là PLE và papain. Và cái PLE và papain này nó sẽ tác động trực tiếp lên cái tử cung của những chú chuột mang thai. Và nó đã có cái kết quả là không mong muốn là có nhiều con chuột đã bị sẩy thai. Đối với papain thì nó hoạt động như là hormone progesterone và oxytocin, nó gây to co bóp tử cung và nó lại tốt khi mà sau khi bạn đã sinh em bé. Khi mà bạn đã sinh em bé xong á thì bởi vì sao? Bởi vì là oxytocin nó cũng chính là một loại hormone mà kích thích để mà tiết sữa. Nên bạn có thấy rằng là khi mà mình sinh xong thì ông bà mình hay cho mình ăn cái món là đu đủ hầm với cả chân giò để cho nhiều sữa đấy, đúng không ạ? Đó, thực ra đu đủ hầm với cái gì cũng được, với xương cũng được, không cần phải với chân giò đâu nha. Thế còn khi mà mình sử dụng cái đu đủ chín thì sao? Trong đu đủ chín ấy, thì khi mà nó chín rồi thì nó lại còn không bị những cái đặc tính giống như đu đủ xanh nữa. Đối với đu đủ xanh thì không ai mà dám thử nghiệm trên người để biết được cả. Nhưng do những cái kết quả mà thử nghiệm trên chuột cho nên là người ta đã có những cái kết luận là bà bầu nên tránh cái loại đu đủ xanh này trong cái quá trình mang thai. Còn đu đủ chín thì ngược lại. Đu đủ chín thì nó lại là một cái sản phẩm mà vừa có tính mát này, mà trong đây nó lại có một cái gọi là độ nhờn nhất định, giúp cho bôi trơn những cái khớp và giúp cho da của chúng ta đẹp hơn. Trong đu đủ chín cũng có nhiều những cái hoạt chất sinh học, đặc biệt là nhóm carotenoid. Và chính cái nhóm đấy nó sẽ giúp cho chúng ta chống lại những bệnh mãn tính, chống lại ung thư và giúp cho thai nhi phát triển tốt hơn. Đu đủ chín cũng là một loại chất xơ hòa tan và nó giúp giảm cái tình trạng táo bón của thai của những cái thai phụ. Cho nên khi mà chúng ta mang thai thì chúng ta lại nên ăn đu đủ chín. Đó, cho nên là xanh là một chuyện và chín là một chuyện, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều, chúng ta cũng nên là ăn luân phiên. Một tuần chúng ta có thể ăn từ 2 cho đến 3 lần và mỗi lần chúng ta có thể ăn từ 100g cho đến 300g và chia ra. Có một điều mà bạn cần phải lưu ý đó là trong cái quá trình bạn chọn đu đủ. Bởi vì sao? Bởi vì đu đủ khác với dưa hấu có một cái lớp vỏ rất là dày, còn đu đủ thì lại có một cái lớp vỏ rất là mỏng và gần như là sát cùng với cả cái ruột bên trong. Cho nên mình chọn mình phải rất là cẩn thận. Để mà phân biệt được đu đủ mà bị chín bởi thuốc hay chín tự nhiên, chín cây á, thì nó khá là dễ dàng thôi. Đầu tiên á, cái trái đu đủ mà chín cây bao giờ á, nó cũng có một cái lớp mà gọi là lớp... lớp như là lớp bụi á, gọi là như kiểu một cái lớp mờ mờ phủ lên trên cái bề mặt của cái trái đu đủ và nó không bóng. Còn cái quả đu đủ mà chín thuốc á, thì nó rất là bóng. Thứ hai là đu đủ chín cây nó sẽ có những cái biến chuyển. Đầu tiên là bạn phải thấy cái cuống của nó phải vàng tương ứng với cái quả, tức là nó phải có cái độ vàng đi. Thứ hai nữa là bạn thấy rằng là đu đủ chín nó sẽ chín không đều, như quả này là nó đang trong quá trình chín này. Bạn thấy nó sẽ chín không đều, nó sẽ có mảng xanh, xong rồi nó sẽ có mảng vàng, tức là nó trong một cái trái đu đủ nó sẽ có nhiều những chỗ chín hơn, những chỗ không chín. Đồng thời là thi thoảng nó có những cái đốm đen như thế này thì là đúng này. Và nó chín là bạn thấy rằng là từ cái núm của nó cũng có những cái biểu hiện của chín cho đến toàn quả đu đủ. Khi mà nó chín hơn thì nó sẽ giống như cái quả này này. Đó, bạn để ý chưa? Nữa là đối với đu đủ chín bạn cũng có thể kiểm tra, giả sử bạn lỡ mua rồi bạn cũng có thể bổ ra. Trong trường hợp mà trái đu đủ đã chín rồi bạn sờ và bạn sẽ cảm thấy mềm, đi kèm với cái việc là vỏ bên ngoài của nó phải vàng đều.
và không có gọi là đều một cách 100%, nó vẫn phải có những cái đốm. Sau đó khi mà bổ ra thì bạn sẽ cảm thấy là nó có vị thơm và ăn rất là ngọt, đấy là đu đủ chín cây. Thế còn nếu mà là đu đủ chín thuốc thì nó sẽ có hai trường hợp như thế này, hoặc là bên ngoài vỏ rất cứng nhưng bên trong đã mềm rồi, tức là vỏ bên ngoài còn xanh mà bên trong đã mềm rồi, hoặc là vỏ bên ngoài thì đã vàng rồi nhưng mà bổ ra thì bên trong vẫn còn cứng, đấy chính là cái đu đủ mà chín thuốc. Nữa là đu đủ chín thuốc á, thì nó sẽ không ngọt, ngoài ra nó không có cái mùi thơm như đu đủ chín cây, rất là dễ phân biệt. Như vậy là bạn đã thấy rằng là cái cách mà mình lựa chọn đu đủ cũng rất là quan trọng. Bạn nên chọn trong những cái siêu thị này, hoặc là những cái cửa hàng, hoặc là những cái nhà mà trồng, gọi là những cái trang trại trồng đu đủ ấy, mà bạn biết sẵn là người ta sẽ có những cái sản phẩm mà có chất lượng tốt và không sử dụng thuốc. Bởi vì thực ra Anna thấy là đu đủ cũng rất là dễ mọc, rất là dễ trồng thôi, nó cũng ra rất là nhiều quả, cho nên là chẳng có lý do gì mà mình lại phải thiếu cẩn thận đến cái mức độ mà mình lại chọn những cái loại đu đủ mà không gọi rõ nguồn gốc, đặc biệt là khi mình đang mang thai. Và bạn nhớ rằng là bất kể một loại trái cây nào, nhắc lại là chúng ta cũng cần luân phiên với những loại hoa quả, rau củ và tất cả những loại thực phẩm khác. Bạn sẽ có thêm thông tin về đu đủ và bạn đã biết rằng là đu đủ nào thì ăn được, đu đủ nào thì không ăn được trong cái quá trình mà mình mang thai. Xin chúc bạn có một thai kỳ khỏe mạnh. Và nếu bạn thích thông tin này, xin hãy giúp Anna chia sẻ thông tin này vào những cái hội nhóm để cho Jobo có thể kết nối được nhiều hơn với những cái bà bầu, và giúp cho tất cả chúng ta đều sẽ có một chế độ dinh dưỡng thật là tuyệt vời trong quá trình mang thai. Anna cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.